giờ con kêu vú được không? Tao đẻ mày mà lượt mà. Chị thôi chú mượn bà coi bà cho không? À, giờ mày mượn bao nhiêu? 500. Cho. Cho liền à. Cho liền luôn hả? Ờ, cho mượn liền à, chừng nào trả. Không có trả. Ba mà không trả không được, già biết. Thế trả thì mua trả mua cầu khoảng, cao ăn chứ. Trả nhưng mà khoảng vài năm trả được không? Vài năm thì chết mẹ rồi còn. Trời. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bà ơi, bà còn nhớ 30 mấy năm trước khi bà gặp cô dâu này nè, bà cảm nhận như thế nào? Hồi trước á là thằng con của bà nó quen con dâu này nè. Dạ. À, cũng quen khoảng năm mấy, nhưng mà rồi á nó về nó cứ nói hoài hủ tỉ hoài mà chưa có ừ. Nó nói con nói vô nghe vậy nè: mẹ chết, cha có vợ khác ở bên anh trai. Thì cái nó con đâu đâu về chú coi nha. Thì đem về thì thấy cũng được, cao ráo xinh xắn cũng được nha. Đó thấy à. Dạ. Rồi cái bà mới cưới. Dạ. Ừ ha. Cô quen với ông xã cô là dạ, được 5 rưỡi. Dạ. Thì mới biết tin rằng là bà vũ này nè, là bà không thích người miền Trung. Bà có 4 đứa con trai mà bà nói là không có đứa nào lấy vợ miền Trung nghe. Nói chuyện tao nghe được, chọt chẹt tao ghét lắm. Chị cũng là thiệt Quỳnh Linh, là chị nghe vậy là chị buồn lắm. Chị về chị về nói với ông xã chị: anh về mà anh nói với vũ với ba, với gia đình mà khi nào mà hiểu thông cảm được thì mình tiến tới, mà không được thì thôi. Yeah. Ông xã mình chạy tới chạy lui nói sao thì cũng có biết. Yeah. Cách 1 năm rưỡi sau ông nói là thôi được rồi, vũ chịu rồi ha, mừng nghe mừng lắm. Bà rồi đưa về, khi mà chị đi về đó, chị còn ấn tượng tới bây giờ luôn. Khi chị đi về là bà con chú bác ngồi nhóc cái chân vậy đó. Bà vũ này đang trẻ mà khó lắm, thiệt. Rồi bắt đầu kêu này, lại đây biểu cái con ha. Rồi bắt đầu chị lại, xong dòm nghe. Dòm nghe, dòm từ trên xuống dưới vậy đó. Rồi dòm từ dưới lên trên. Rồi nắm cái tay chị vậy nè. Dạ. Nắm cái tay này. Trời ơi, con bé có cái tay đẹp quá ta. Mà đẹp chắc không biết làm gì ăn hả? Chịu rồi nghe. Nói vậy luôn hả? Nói vậy luôn. Trời ơi. Ờ, sốc quá, sốc quá. Sốc lắm. Mà chị không lắm. Chị có ấn tượng luôn đó Quỳnh Linh, nói thiệt. Rồi bắt đầu chị biết là chắc mình biết số phận mình rồi. Mấy tháng sau là đám cưới. Chị cũng nói thiệt với Quỳnh Linh là chị không có mẹ. Ba chị thì lấy vợ khác rồi. Còn là chị ở với mấy anh trai à. Nên mà mình khi mình về là mình nghĩ là có mẹ chồng là chắc mình hạnh phúc. Tình cảm giữa mẹ con nhưng hoàn toàn không phải vậy đâu. Bà mẹ chị khó lắm, khó khủng khiếp lắm. Cái gì con dâu làm cũng vừa lòng bà nhà chồng. Ông xã chị ông đi công tác suốt. Rồi là chị về ở nhà với bà vũ. Có nhiều khi chị cũng nói thiệt với Quyền Linh, với Lê Lộc là chị muốn bỏ cuộc. Vì mình không còn ai để mà tâm sự hết chắn. Nhưng mà ông xã chị ông mà... Nhưng mà bà làm gì mà khó lắm. Thí dụ đây, thí dụ là em biết không, nấu nướng ra ăn thì bà chê. Mà bà không có thích mình nên là bà lần đầu tiên là bà đã không rồi, thích mình rồi. Nướng chê rồi còn gì chê nữa. Cái gì cũng chê hết trơn á, nói thiệt. Đại khái là không có cái gì mà bà vừa lòng bà vũ mình hôm nay mình nói thiệt. Nhưng mà lại gần bà có quan tâm này kia không hay là vẫn chê chị không, luôn? Không chê, nhưng mà ông xã chỉ là ông gánh bác hết. Còn bữa chị tuyệt vọng á. Chị nói là thôi đợt này là chị chịu không nổi. Bà đã không thích người mình trúng mình rồi. Rồi cái gì cũng vừa lòng rồi. Có nào chị khóc không? Khóc hoài luôn. Chị nói thiệt chị khóc mà chị không có biết tâm sự với ai hết á. Chị về bữa đó là chị nói với ông xã chị á. Chị về kêu ông xã chị lại ra ngoài quán cà phê cho đâu dám ngồi trong nhà. Khi đó là bức xúc mà Quyền Linh nói hết luôn. Ông ngồi ông nghe hết. Rồi ông về nói là anh biết hết mà anh không có quyền chọn lựa. Nên là thôi em cố gắng với anh. Xong rồi ông nắm cái tay chị vậy nghe. Sao mà có giống nhau giống nó truyền cái hơi ẩm quá cho chị. Bà chị có nghị lực gì vượt qua. Tối đó ông viết một cái giấy vậy nè. Ông viết là bà vũ là bà chịu cái gì, bà không chịu cái gì, bà thích cải lương băng nào, mà nghệ sĩ nào nữa. Tất cả sở thích của bà là thầy viết cho chị hết để mà chị thích nghi với bà. Hai vợ chồng cố gắng hết sức. Cố gắng. Chị với mẹ chồng chị tới được bây giờ là nhờ ông xã chị. Có bao nhiêu tiền là đưa cho chị hết. Rồi ông đưa cho chị xong rồi ông về kêu chị là em đem cái tiền này về cho bà vũ. Em cứ nói là tiền này tiền của em. Bà muốn ăn cái gì có khi hai vợ chồng không dám ăn. Nhưng vẫn đem về cho bà vũ. Ông về nhà vũ á, thì ông nói là chị mua đồ gửi về cho bà vũ. Còn ông lên trên này á,
Mì chị biết mà bà Vũ có biết nấu nướng gì đâu. Mà ông mua đồ á, rồi ông đem lại, ông nói bà Vũ gửi cho chị. Ủa sao kêu bà Vũ không kêu bằng mẹ? Ừ, rồi kêu từ hồi nhỏ đến giờ vậy. Đầu nào giờ vậy đó. Vậy giờ con kêu Vũ được không? Tao đẻ mày mà lượt mà. Bà, như con hỏi bà lúc nè, sao lúc đó bà nhìn nàng dâu sao mà bà khó như vậy? Không phải cái tính cậu nào giờ không biết bà có hình sao á. Cứ về mà làm dâu con biết không? Trời ơi, nói cô đừng cười. Ôi, nó nói gì bà 10 tiếng mà nghe có 2 tiếng thôi. Ừ, sao vậy bà? Không nghe không được. Thiệt, cái đó đừng cười. Là vùng vùng khác. Bây giờ ba mấy năm nó nói hơi rõ cho nghe con. Quen rồi. Bà nói thiệt với con nè. Nó nấu bà ăn không được gì trơn luôn. Nấu từ kiểu nó. Thiệt. Nha. Nhưng mà rồi nói vậy chứ. Bây giờ cũng quen rồi. Dạ. Đây nè. Tới bây giờ á, thằng con trai của bà còn gạt nó đó. Gạt lên à, con đấy gạt mày con nghe bà nói vậy nghe. Dạ. Trời ơi, nó thương tiền lắm. À, mua 50 ngàn á thì nói chừng 20 ngàn bà ăn ngon lắm. Bà phải ăn ngon lắm nha. Rồi mà nói chừng 50 ngàn á thì thôi cái đó không ngon chẳng định mua nữa. Dạ. Nha. Còn đau á là con trai tôi đi mua 100 ngàn tiền thuốc về nói chừng 50 ngàn á thì hết bà nào nha. Con nói 100 ngàn á mình tiếp nữa không có đồng tiền. Thứ tiền lắm. Vậy là chị là quá tiết kiệm luôn đúng không? Trời. Nhưng mà rồi đến khi nào thì bà mới cảm thấy thương nàng dâu này? Nói chị cũng không có lâu, ăn mắm nó thấm vào lâu con ơi. Ở 5-7 năm rồi cũng thấm rồi. 5-7 năm rồi. Đẻ đứa cháu nội là thương luôn tới giờ. À, tức là đẻ cháu nội mới thương đúng không? Đâu phải dễ đâu Quyên Linh. Không dễ hả? Phải chị về, ông xã chị phải cương quyết là 5-6 năm sau. Làm được cái gì là đánh dấu. Rồi hai vợ chồng cùng cười vậy đó. Để mà cố gắng mà 5 năm sau chị thấy về cái tình hình nó ổn rồi. Chị mới sinh thêm một đứa nữa là thằng con trai. Rồi từ đó về sau đã bị ổn. Giờ chị rất mừng. Mừng cái thứ nhất là gia đình chồng chị á, từ trên xuống dưới đều yêu thương chị. Wow, yêu thương. Nhất là hai đứa em gái. Nếu như không có sự nỗ lực của nàng dâu á thì chắc chắn là nó sẽ tan rã lâu rồi. Về mà vú thương nàng dâu dữ không? Không, bây giờ thương rồi. Nhưng mà nói thiệt, nó thương tiền nó mới mình nên về sự nghiệp. Dạ. Tôi cảm động con cái là nó có tình người. Để bà nói con nghe. Dạ. Tiếc tiền thiệt, thương tiền thiệt. Nhưng mà ai bệnh ai hoạn ở đâu nó cảm động lắm. Chạy bén chết bén sống lo này lo kia này kia nọ. Người ta bệnh mà ta mượn có 50, ta đâu dám mượn nhiều. Thôi thôi lấy 100 đi, lấy 100 cho nó đủ. Nó chặt. Được cái đó không thoải mái đó. Người thoải mái phóng khoáng. Mượn con 1 triệu chứ con cứ đòi hoài. Đúng rồi, chú mượn con 1 triệu con phải đưa 2 triệu. Đúng không bà? Tình người như thế đúng không? Chị thôi chú mượn bà coi bà cho không? Giờ mày mượn tao nhiêu? 500 cho. Cho liền à. Cho liền luôn hả? Cho mượn liền à, chừng nào trả. Không có trả. Ba mà không trả không được. Già biết. Phải trả thì mua trầu khoảng, cao ăn chứ. Trả nhưng khoảng vài năm trả được không? Vài năm thì chết mẹ rồi còn. Chúng cái gì trời. Vài năm thì chết mà rồi mình lại lấy 500 đó được cúng bà đó. Trời ơi, thôi đi con. Thôi nằm đi. Thôi đúng rồi. Quyền Linh ơi, tội nghiệp tao, tha tao đi. Tao có mượn 5 được không? Hả? 5 thôi. 5 chắc rác được. Rác đúng rồi. Rác được. Mà có lấy lãi không? Hả? Lấy lãi không? Không lấy lãi, cho mượn không lấy lãi. Hay quá thấy chưa. Trời ơi, ăn với con có chuyện. Trời ơi, lấy lãi được chứ. Sống bao nhiêu mà lấy lãi cho măng tiếc. 500 mình dám cho mượn, bây giờ con lấy lại cỡ tháng nhiều mấy đồng mấy cát vàng tí thành cho nó mượn luôn. Đúng rồi. Ừ. Vậy bà thương con không? Hả? Thương. Đó, đâu cần lấy lại đâu. Mai mốt mày có chuyến đi mày về Cần Thơ kiếm bà nha. Dạ. Bà có đãi con gì không? Giấy tao mua ốc. Ốc á, ốc bu ha. Trời ơi, luộc lễ kho ăn ngon nhất chắc rồi. Đi kho với xả ngon nhất cho. Bữa đó con về ăn ốc lấy 500 luôn nha. Cho mượn rồi. Tay. Kéo luôn. Kéo luôn. Rồi nha. Nhớ nha, mà mượn nới năm tới trả ha. Dạ. Năm đúng rồi, đúng năm nha. Đúng. Chứ đòi trước năm là không có tiền không, trả. Không có. Nhưng mà để nhiều không được, để nhiều năm mà trời ơi, bà biết có sống lâu không? Lâu. Lâu không? Sống 20 năm nữa đó. Ây, ngô phạt. Có bao giờ bà bệnh á, bà cảm thấy là nàng dâu này lo cho mình quá nhiều? Trời, không có ai lo. Hãy kệ để bà ngồi ớ lên mô phản.
cứ ngồi thoải mái, cứ thoải mái như dưới quê. Bây giờ chị còn khẳng định rằng về Quỳnh Linh mừng cho chị là chị làm dâu được 80%, 80% là dâu miền Nam, từ nấu nướng cho đến tất cả mọi năm thứ. Năm bảy năm bây giờ nấu được hết trơn, nấu được hết rồi đúng không? Giờ bà đâu chê cái gì đúng không? Chê gì nữa? Không chê nữa, bây giờ khen rồi. Còn 20% là chị thua rồi, là giọng nói của chị. Chị không có thay đổi được. Lạ nha. Chị ở trong đây bao nhiêu năm mà chị không? Ở là gần 40 năm rồi đó mà chị nói không được nha. Chị người ở đâu chị? Chị người Quảng Trị đó em. Quảng Trị hả? Chị là một cái người phụ nữ mà nhiều người phải học, đó là tính kiên trì. Để có thể thu phục cái tình cảm của mẹ chồng. Nhưng mà cái sự thay đổi của bà cũng rất là đáng quý, bởi vì từ lúc mà không thích con dâu bây giờ ra yêu con dâu nữa. Bây giờ là anh em nó thương nhau lắm. Dạ, bà thương không? Thương chứ. Có nào bà ôm hôn con dâu không? Hôn hoài. Thôi giờ con chúc Vũ khỏe. Mà thôi đừng có sẵn gian, đừng có sẵn gian nữa. Em biết không, một chỉ vàng là đập ra cho thành là hai chỉ, mà đeo vàng thì là phải lắm, thì mặt vui lắm. Là ai mấy chỉ bà? Thì con chảo nó cho vậy đó. Cho vậy đó. Chỉ nè. Cho là sẵn xong rồi mấy chỉ bà. Mấy chỉ. Này mày đừng nói chùm này để tao ra khỏi cửa chứ. Con đừng cho tao biết nha. Cây. Một cây luôn. Cây luôn hả? Trời ơi. Nói chùm tao biết. Mà đeo vàng mà thì mặt vui lắm. Bà đeo gì, bà đeo một cây vàng cái gì bà? Trời ơi, la lớn dữ trời. La lớn quá hả? Tao biết. Dạ. Đừng có nói bà có một cây vàng. Chờ cho nó đi xe nhà bà mẹ đeo này đeo kia đó nghe. Còn nữa không? Còn nữa. Hả? Còn mấy cây nữa? Không, không có mấy cây đâu. Nhưng nhớ được vụ 500 nha. Không quên. Thôi được rồi. Dạ được rồi. Nếu mà con chúc cho Vú thì Vú cũng chúc cho con nha. Thôi bây giờ mình ráng lo cho mình đi, đừng có lo người bao đồng nữa, thấy không? Vợ chồng ở với nhau cha mẹ vậy là hạnh phúc rồi, vui vẻ rồi. Con nhớ nghe, kiếp này chứ kiếp sau rồi con đi Vú đi kiếp con à. Con sổ ơi. Đi kiếp rồi có làm khó người ta nữa. Không hết rồi, hết khó rồi. Kiếp sau con cũng kiếm Vú á. Mượn thêm mấy triệu. Rồi húng đã, húng đã, húng đã. Trời ơi, cái tụi mình ngỡ kia phân bì mày. Được từ mẹ con mà. Trời ơi, cảm ơn bà. Con vui vẻ nghe. Rồi, cảm ơn con. Cái ngày đầu tiên mà bà gặp con dâu tương lai cách đây 25 năm đó, thì bà cảm nhận gì về cô gái này? Khi mà con trai tôi đưa người bạn gái về để ra mắt bố mẹ, thì lúc bấy giờ thì thực tình tôi thấy cháu nhỏ nhỏ. Thế nhưng mà tôi nghĩ đến yên tâm là con tôi nó tình cảm giữa hai đứa con đến với nhau là tự nguyện, chứ không phải là mai mối gì mà không phải ép buộc gì. Thế cho nên yên tâm là các con đã tìm hiểu nhau kỹ càng. Còn với chị, cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, có điều gì làm chị ấn tượng không? Chị về nhà bầm chị. Quê nhà bầm. Tôi gọi bầm bầm mẹ. Bầm ơi. Vâng. Khi lần đầu tiên thì chị gặp bố chị trước. Dạ. Và bố chị đeo kính này, đeo kính và ngẩng mặt lên và thế là bảo cháu cháu. Thế là lúc đấy là chị rất là sợ đấy. Thấy thì xong khó. Rồi được khoảng độ hơn một tiếng. Yeah. Thì bầm chị đi làm về. Yeah. Và bầm chị đón đà luôn. Và lúc đấy là chị hết cái sợ. Lần đầu tiên là mình gặp bầm là mình thấy rất là thân thiện rồi. Yeah. Bầm ngày xưa trẻ chắc là xinh gái lắm nè. Cảm ơn anh Quyền Linh. Bầm ngày xưa lúc bầm nhuộm răng là năm nào nhỉ? Lúc bấy giờ thì cũng là lâu lắm rồi anh ạ. Bây giờ nó thành cái phong trào. Còn nam giới cũng cần nhuộm răng nữa. Nhuộm là sao thế, bà? Vâng, nó có cái thuốc nhuộm ạ. Thế thì lúc bấy giờ thì các cụ cứ thường nói là răng đen tốt tóc đẹp được góc con người. Thế thì ai mà chả thích đẹp, già thích đẹp mà trẻ cũng thích đẹp. Thế thì cũng đua nhau cùng nhuộm răng tất. Hiện nay tôi đã 85 tuổi rồi. Nhưng đến thời con tôi bây giờ không có ai nhuộm nữa thế nữa. Nhuộm răng nó chắc quá bà nhờ. Vâng, được tôi 85 tuổi như răng gần nguyên. Không nguyên luôn. Vâng, không cố chưa. Đây mới có hai mấy mà răng thay hết trơn rồi đó. Ủa, nhưng mà nhuộm cái... đi con, về nhuộm liền. Mai bà cho Lộc, cháu Lộc nó xin tí nha bà. Ai bây giờ chị cần nhuộm răng làm gì nữa. Không, giờ nhuộm đi nó mới lạ bà.
Lại mốt đấy. Vâng, nếu chị cần thì tôi sẵn sàng gửi lên cho chị luôn. Cảm ơn bà. Bà hôm nay có một tiết mục văn nghệ nào, bà hát một bài nào đó hay làm thơ gì tặng tụi con cháu nghe bà? Bà đọc thì tôi cũng xin đọc để cho trước là khán giả nghe và anh Quỳnh Linh với lại chị Lê Lộc nghe. Mẹ là bếp lửa đêm đông, mẹ là người ở không công suốt đời. Khi gần gũi lúc xa xôi, già nua như chiếc lá rơi cuối vườn. Là thời tiết thay đổi luôn, khi vui như nắng lúc buồn như mưa. Là hoa nở khắp bốn mùa, là quả khi ngọt khi chua mới tài. Mẹ là người chả giống ai, ăn ít ngủ ít nhớ dai nhất nhà. Ngày nghỉ con cháu đi xa, mẹ là bảo vệ giữ nhà cho con. Là máy giặt chạy bằng cơm, là thùng nước gạo thu gom đồ thừa. Là người cả nghĩ hay lo, chỗ ướt mẹ nhận, chỗ khô mẹ nhường. Mẹ là vại muối vại tương, gạo nước thịt cá muối đường điện ga. Là hiếu là hỉ gần xa, ngược xuôi trăm thứ việc nhà bừa vây. Bảo tàng đồ cổ đông tây, mẹ là giám đốc một tay giữ gìn. Làm thì toàn việc không tên, ăn thì xương sầu chả nhường phần ai. Thủ quỹ thụt két dài dài, chi tiêu chẳng có biên lai chứng từ. Là tài khoản chẳng số dư, xoay tròn như cái đèn cù quanh năm. Khi yêu mềm mịn như bông, khi giận nhọn sắc như trông như trà. Mỗi khi trời nổi phong ba, lệnh ông còn kém cồng bà vài phân. Vừa là tướng vừa là quân, tivi đời cũ công nông đời đầu. Tivi rè tiếng mất màu, công nông. Bà nhớ dài dữ vậy. Cái bài mà nó dài mà con đổ mồ hôi luôn. Mà bà không có dấp một chỗ nào luôn. Tôi đọc thì tôi nhớ thôi. Chú mà đưa con một năm mà con có nhớ thì chú cười vậy nè. Về nhà hai mẹ con hợp nhau những điều gì? Hợp với bầm em là ăn cái gì cũng được. Bà bầm em ăn cái gì cũng được. Mẹ nấu gì thì con ăn cái đấy. Và con nấu gì thì mẹ ăn cái đấy. Dễ vậy hả bà nhờ? Trang phục thì bầm em thì đôi khi thì cũng ăn mặc nông dân thôi. Bà cái áo này lâu chưa bà? Thì anh Quỳnh Linh trả giấu với anh. Khi con vào dự chương trình thì con đi sắm cho mẹ. Còn ở quê thì chúng tôi có mặc gì những cái áo này đâu, làm ruộng. Nhưng chỉ mặc quần nâu áo vá thôi. Áo này mới may hả bà hả? Vâng. Có những điều gì mà em với bà chưa hợp nhau không? Chưa hợp nhau thì không có đâu anh ạ. Bầm em là đi làm quên giờ, quên ngày. Thì em ở nhà phải nấu cơm và lo lắng cho bầm là bầm đi về muộn. Bây giờ nói thật với anh Quyền Linh với lại chị Lê Lộc là tôi đến tuổi 85 rồi thì cũng có đôi lúc phải đi viện. Dâu thì cũng phải phục vụ cho mẹ, thí dụ tắm rửa tại chỗ. Thế thì tôi cũng chỉ động viên con là thôi con ạ. Con gieo nhân nào rồi con gặt quả đấy. Thì tôi cứ bảo là có sinh có đẻ cho cam, làm dâu nuôi mẹ thế gian mới người. Rồi lúc mà về làm dâu thì cái chuyện nấu ăn cho bầm á, em có làm tròn trách nhiệm cô dâu không?
Có lúc thì Bầm nấu cho em ăn và có lúc thì em nấu cho Bầm ăn. Cắm cơm mà bị cháy cơm thì Bầm cũng không kêu ca gì cả. Bầm dễ quá nha, rồi chuyện cơm áo gạo tiền rồi điện nước này kia rồi mình có thế nào? Bầm lo tất. Trời ơi, vậy nhưng mà sao sướng quá nha. Mà con ý con hỏi là bà giống như là bà có nhiều của lắm phải không bà? Dạ ruộng bây giờ thì nghỉ rồi không làm nữa, ruộng cho người ta làm hết rồi không làm nữa đâu chị Lộc ạ. Dạ. Thế thì bây giờ là nghỉ rồi. Không phải là nhiều của. Thế nhưng mà thương con thương cháu thôi. Vâng. Em có những kỷ niệm nào vui buồn với Bầm không? Có cái năm đấy là em vừa về làm dâu mà trong cái tuổi đấy là 21 tuổi, rất là non nớt. Mà đầu tiên thì Bầm em bảo là con ơi mổ cá để nấu cơm. Bầm em đưa cho em một con cá lóc thì em cá mổ quả. Cá quả đấy anh. Thế xong rồi là em mổ thì em lại để cả đầu. Nấu cơm xong ăn bắt đầu lên mâm ăn cơm thì Bầm em gắp đầu cá lên bảo sao con lại không chặt bỏ cái miệng của nó đi. Mà ngại quá vì với về làm dâu nhà Bầm. Lần sau thì Bầm em lại đưa cho em một con cá nữa. Rồi hôm ý em mổ cá thì em lại nghĩ Bầm bảo là sao con không chặt cái môi nó đi. Thì là hôm ý em chặt con cá mè, chặt cái môi của nó đi. Ăn cơm Bầm bảo đầu cá trôi môi cá mè mà tại sao làm... À con cá nó phải chừa cái môi lại. Đúng rồi, cái con cá khác á, thì mình chặt cái vụ cá trê thì chặt cái môi đi. Nhưng con cá mè phải để cái môi cho nó dành dảnh đó nhìn. Ngon nhìn nó hấp dẫn. Và em xấu hổ quá mà không biết sao. Có những một lần thì cái việc của con là con làm, việc của mẹ mẹ làm, tôi đi gặt đi hái thì bảo con ở nhà là con phơi lúa. Con phơi lúa đổ sân đấy, mẹ đi gặt về thì với lại vì chúng tôi đi làm ruộng như có tổ đồ công mà đi gặt tổ đồ công nhau. Thế đi về thì thấy con đã đi nghỉ rồi thì với mẹ mới mua được một cái lon bia ấy. Về bảo con mà con uống, mẹ con uống cho nó giải nhiệt một năm tháng năm ạ. Thế thì đến lúc mẹ uống con uống xong nó say ngủ tít không biết cái gì nữa. Một đàn ngỗng nhà mình nuôi 20 con ngỗng cứ thế vào ăn lúa thoải mái hết trơn. Trời đấy đất. Là những cái mà thấy vui. Thế nhưng mà bảo con bà này thì chết thật thì uống bia nó say thế này. Hôm nay á là con của bà có gửi cho gia đình một lá thư. À vâng ạ, vâng nhờ ạ. Con đọc. Con chào mẹ và chào người con. Tháp tùng mẹ từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ ơi, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con mong mẹ và vợ có một tình cảm tốt đẹp mãi mãi. Cảm ơn vợ đã luôn bên cạnh anh, chăm sóc và yêu mẹ của anh như mẹ của mình. Yêu vợ nhiều lắm. Chúng con yêu mẹ nhiều lắm. Trần Đăng Tiến. Vợ của em nói thật là tôi là làm ruộng mà là nông dân cho nên là cái việc và sắm sửa trang sức là tôi cũng không hề để ý đến. Con dâu út thứ bảy của tôi là nó sắm cho bà đó hả, quyền năm chỉ thì bà đây là vật kỷ niệm của con dâu vì là tất nhiên là tôi có thương con thì con biết thương chỉ bà. Vâng ạ, vàng 49. Con gái thì dâu thì sắm mấy chỉ? Con dâu này thì nó không có, nó phải vay tôi. Nó phải vay. Trả chưa bà? Dạ chưa. Chắc là chưa có, lúc nào có thì cháu giả thôi. Mượn nhiều không bà? Cháu vay thì này, cháu tính chính ra cháu không dám vay, hỏi vay nhưng mà đây là mẹ tự nguyện. Vay nhiều? Có cái dây năm chỉ thì cháu nó... Vay luôn? Vay, nó mua máy ảnh. Nó bảo là con phải vay mẹ. Thế tôi bảo này, úi dồi ôi, con vay thế thì cứ đi cứ hàng tháng đi chụp ảnh con cứ giả lãi hết. Thế mẹ đưa cho con cái dây năm chỉ đây con bán con giả cho người trời ta. Trời đất ơi, bà quá. Cho con vay 2 chỉ đi bà. Vâng. Trời vâng luôn ạ. Vâng anh nói thật với anh là anh Quyền Linh ạ. Bà thôi thỏa có bấy nhiêu thôi, không bà không có nhiều đâu. Đây là vật lưu niệm của con dâu cho con mẹ. Cho con cái mặt dây chuyền. Không có mà bà cho anh vay. Rồi, cảm ơn bà rất nhiều. Hôm nay em cũng muốn nói điều gì với mẹ chồng của mình hay không? Mẹ khỏe mãi với chúng con. Mẹ thì rất mong con là mình là con gái. Người con trai thì xây nhà, mình là con gái phải xây tổ ấm. Dù con có tiền, con mua được địa vị, nhưng không mua được sự nể trọng. Nên là mẹ cũng rất mong con là sẽ cố gắng giữ lấy cái nề nếp gia phong nhà mình. Thưa anh Quyền Linh, dạ. Tôi đã 85 tuổi, thì lần này tôi vào có khi lần đầu mà cũng là lần cuối. Không có đâu, còn nhiều lần lắm. Quý thời gian nó vơi lắm không rồi. Không có vơi đâu, con thì, còn vơi hơn bà luôn. Bà muốn ôm anh Quyền Linh một lần. Dạ. Để...
Bà xin bà... ông chị dạ. Lê dạ. Lộc một lần. Rồi con chúc bà khỏe mạnh nè. Vâng ạ. Hạnh phúc bình an mãi mãi bên con cháu nha.